đấy các bạn. Thì mấy anh mới vào nghề rất là vất vả với mấy chú cá. Đi em đi gần quá. Ơi, phối hợp ăn ý quá trời quá đất. Ôi, con này nhỏ, con này con mấy lạng thôi. Còn đăng ký Dũng. Ơi, thụt cái cần vô, thụt cái vợt vô, thụt vô. Thụt cái vợt vô, đừng có gì, đừng có bay nè, thụt cái vợt vô. Thụt cái cán vô. Để nó gãi, thụt cái cán vô. Ui, nó móc cái này thì ra sao được. Ba tiêu thằng trưởng. Con này chắc hơn ký không? Hơn ký không? Con này sao đầu cứng vậy? Đúng rồi. Mới vào nghề thì mình tập mấy con này trước nha các bạn. Ấy. Trên giật cái kia lên, kéo cái kia lên. Cho ảnh lên tivi luôn. Mai lên tivi nha. Hai con này chắc 3 kg ha. Chắc hơn anh ạ. Con kia chắc 2 cân. Trên cho sống. Đi. Con chip về làm cửa. Chết tí về chọc tiếp à. Phải là sống quá.